lịch chiếu các tiết mục xuân của chị Lệ Dĩnh, đêm giao thừa xuân vãn CCTV, Dĩnh Bảo có hai tiết mục, hợp xướng mở màn Hoa nở nhà chồng với dàn sao Hoa ngữ, tiết mục sáng tạo Mãn Đình Phương quốc sắc, diễn sướng đơn với dàn diễn Vũ Đạo. Mùng 1 Tết Bách Hoa nghênh xuân song ca với Hồ Hạ. Mùng 1 Tết Xuân Vãn đã Bắc Kinh cùng với đoàn làm phim Hạnh Phúc đến Vận Gia. Mùng 3 Tết đêm hội nghe nhìn Internet song ca chủ đề khúc Gió thổi bán hạ với Hoàng Trừng Trừng. Chúng ta hãy cùng đón xem Bách Hoa nghênh xuân của Triệu Lệ Dĩnh cùng với các tiết mục của đài Bắc Kinh các bạn nhé.